Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa chư lực vị đại diện hội đồng liên tôn, hội đồng đại diện cộng đồng, ông nghị viên cùng tất cả chư vị nhân sĩ tri thức, đồng bào đồng hương và Phật tử, huynh đệ chúng tôi ba người trong chương trình sẽ tuần tự có đôi lời gửi đến toàn thể quý ngài và quý vị trong đại lễ Phật Đản năm nay. Bắt đầu đó là Thượng tọa Say Đô, một người nhà sư Hoa Kỳ, và vị kế là Thượng tọa Rong La, trụ trì chùa Tích Lan tại thành phố Hưu Sinh. Ngài cũng là một vị danh tăng ở trong vùng, học và đỗ đạt bằng cấp ở đây và dạy đại học ở đây, và sau cùng là tôi là thầy Việt. I wanted to introduce Phante Saido. You first shared your point of view on the Buddha's teaching on the Vesak Day today. Like all children, sometimes we lose a flower. It is very important to have all the children together. Buddhism is very important to the young mind. I went to the source of Buddhism. I spoke to some 6-year-old, a couple of 9-year-olds, and a 13-year-old before I came up here. I asked them, "What is Buddhism to you?" They said, "Family, happiness, coming to the temple." I said, "This 9-year-old, how do you get your information?" "Well, temple." But they also said, "Internet." We took a survey through Interfaith Ministries about where people are getting their information. Very few of the future young people are getting it from temples, synagogues, etc. They're getting it online. So sometimes it's okay that they understand what Buddhism is all about through being online. They find compassion, they find peers that will talk to them about it, more so than asking their family members about what this is all about. It's just like they find out information about life in general. And we kind of feel like, yes, we know about our children and how they're being educated and understanding about Buddhism. Well, they are. They're very aware. And without them, Buddhism will die. It will disappear. I'm from Hawaii. We had Buddhism for 100 years. And then there was a period when the temples died because the young people aren't going. Third generation, they're going back. So it's very, very important. Talk to your children. They're very wise. They love compassion. They love the ceremonies. They know that the world is a bad place, but it's also a wonderful place. And they know that through the love of their families and friends, Buddhism will continue for the rest of their lives. They are the future of Buddhism and the understanding of who we are and how we will continue this tradition, regardless of what race you are. Buddhism is international, as we all know it. So again, thank you for coming and inviting me, and we do have faith in the future. Our children, give them a hug next time you see them. Venerable Bhante Vinviet and venerable members of the Mahasangha, dear friends, it's my pleasure again, whenever you have a great ceremony, we participate. And when we have a ceremony, some of you participate at Bhante Vinviet, and the monks from the Vietnamese community participate. So here is once more, and I'm so happy to be here with you. And the Buddha was born, as you know, 2,663 years ago. So this is 2,663rd Buddhist anniversary. That's Buddha's birth, the Buddha's enlightenment, and the Buddha's passing away.
So on this occasion, let me take about 5 minutes to talk about the Buddha's contribution to the world, which is huge indeed. It is hidden in history. It is something that has not very much spoken in the Western culture. Because it's not that much spoken in the Western culture, we do not hear about it. We must strive to unfold it, find it, study Western culture, Western history, Western psychology, Western philosophy, and Western rhetoric to understand how great Buddha's contribution to the world is. Now, you know, you may have heard that Buddha is born when the time is ripe, time is necessary. The Buddha was born at the right time, and still the Buddha's contribution is flourishing in the world. Therefore, Buddha's contribution is still very much useful, beneficial, and practical in the modern life. Let me mention a few points. One is what we call rational thinking. Rational thinking is the main point that we improve in the world. Our thinking skills improve, our ability to think wisely, that improves, and as a result, we invent and discover new things. We make new decisions, we take new actions. The Buddha is the first person in the world to introduce rational thinking into the world. And pre-Socratic Greek thinkers, they are called Sophists. They borrowed the Buddha's teaching consistently. They borrowed and they said Greek rhetoric, it's Western rhetoric, humanistic, pragmatic Western rhetoric. But actually, it was borrowed from the Buddhist teachings. Greek thinkers in the olden time went to India and learned under Buddha and Buddhist teachers. So in that way, they became the Buddhist rational thinking went to Greece. Therefore, now we call freedom of thought, rational thinking, that is predominant and that is what is mostly appreciated in the modern world, and that comes from the Buddha's teaching. One more point. What about modern psychology? You may have heard that Sigmund Freud is the father of modern psychology. But perhaps you have not heard that Sigmund Freud learned it from the Buddhist psychology, Buddha's teaching. Lobha, dosa, moha. Freudian theory of sexuality is based on the Buddha's concept of lobha, the greed and desire. So Freud introduced it to the West, and the Buddha is the person who invented it and who discovered it, and more than anything else, meditation and inner peace. Nowadays it's very popular, mindfulness. We all talk about mindfulness. Buddha is the person that introduced mindfulness. So Buddhist teaching, Buddha's contribution. If I continue to talk this, I will continue for hours, but still I will not done. Therefore, I'm just mentioning these 3 points, Buddhist rhetoric and Buddhist rational thinking and Buddhist psychology and Buddhist way of inner peace and inner harmony, mindfulness. These are 3 of the things Buddha contributed to the world. And these are the 3 things that help modern world progress. Therefore, we must express our gratitude to the Buddha while being proud of being a Buddhist. Thank you very much for listening. Namo Bhagavate Vasudevaya. Thank you, Venerable Sangho, Pante, Venerable Rahula. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa chư vị quan khách, đồng bào đồng hương và Phật tử. Sự xuất hiện của ba huynh đệ chúng tôi là một sự góp phần để cho mỗi chúng ta có cái nhìn khác nhau, chia sẻ trong cái lượng thời gian rất là giới hạn. Một nhà sư người Mỹ, người bản xứ ở đây đã chia sẻ cái tâm tình của Thượng Tọa đối với những người tuổi trẻ tin Phật, nhằm
thâm nhập lời dạy của Đức Phật, ứng dụng những điều đó cho bản thân của mình và đồng thời góp phần để truyền đạt thông điệp tình thương và trí tuệ đến cho tất cả mọi người chung quanh. Thượng tọa Rahula đã chia sẻ đi sâu vào giáo lý để nhắc nhở cho chúng ta cái con đường mà Đức Phật để lại cho chúng ta, một nếp sống đạo đức lương thiện, và đồng thời chúng ta có cái trách nhiệm gìn giữ lời dạy của Đức Phật và đồng thời phổ biến đến cho tha nhân. Quan trọng nhất là trở về với lời dạy của Đức Phật để tu sửa bản thân của mình, và đồng thời qua đó chúng ta biết ơn được Phật cách chúng ta hơn 2600 năm. Sự xuất hiện của Thượng tọa Rahula nhắc cho chúng ta một chuyện mà mới vừa cách đây chưa đầy một tháng xảy ra, và bản thân của tôi rất là sợ. Đó là cái sự khủng bố 3 nhà thờ Công giáo và 4 cái khách sạn mà phần đông khách sạn đó sang cho người Ngụ Quốc ở, và đã tử chết đến 260 mấy người và bị thương đến 500 người. Thoạt tiên rất là sợ là một đất nước Phật giáo, tức là đạo quốc Tích Lan khoảng chừng 8 triệu người, mà ít ra là 85% là người Phật tử. Thế nhưng cái biến động đó xảy ra rất là sợ. Nhưng sau cùng rồi mình thở nhịp thở nhẹ nhàng, đó là không phải người Phật giáo, tín ngưỡng Phật giáo chủ trương, mà đó là Hamas, ISIS, người Hồi giáo quá khích. Kính bạch chư tăng và kính thưa chư vị quan khách, chúng ta ngồi đây để tưởng nhớ đến Đức Phật. Thật sự ra càng tưởng nhớ đến Đức Phật thì chúng ta càng trở về với chính mình để điều chỉnh cái mắt mình thấy làm sao mà không sinh ra sầu khổ, cái lỗ tai mình nghe mà làm sao không sinh ra sầu khổ cho chính mình, cái lỗ mũi mình ngửi mà làm sao không sinh ra sầu khổ của chính mình, cái lưỡi của mình nếm cái gì đi qua cửa miệng của mình mà không sinh ra sầu khổ, và tâm ý của mình suy nghĩ không sinh ra sầu khổ. Nếu mà vì lý do gì đó mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ mình sinh ra sầu khổ chính mình, như vậy thì chính mình đã không an lạc. Làm sao mình có thể đem an lạc lại, vợ đem an lạc lại cho chồng, chồng đem em an lạc cho vợ, cha mẹ an lạc cho con cái đem lại an lạc cho cha mẹ, đại gia đình, cộng đồng và quốc gia, dân tộc và vạn loại chúng sinh. Do vậy ngày Phật Đản là cái ngày chúng ta hãy trở lại với chính mình, tìm cái nguyên ủy của cái cách làm sao mà chúng ta sống với toàn thể cái sự hiện diện đi đứng nằm ngồi của chúng ta, gọi là thân ngũ uẩn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý tâm vân vân, mà chúng ta được sự ẩn lạc. Ngày Phật Đản chúng ta chia sẻ, dĩ nhiên 45 năm Đức Phật thuyết giảng chúng ta không thể học hết được, và một trong buổi lễ không thể gói ghém những giáo lý quan trọng được, nhưng mà nhắc nhở cho chúng ta Đức Phật là Phật Thích Ca đã thành để làm gia tài sản nghiệp vô cùng quý giá cho nhân loại. Cách đây hơn 2600 năm, giáo lý ấy vẫn còn quyến rũ, vẫn còn ảnh hưởng và vẫn còn có giá trị hãm hữu cho mỗi và cho tất cả chúng ta từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng và từng năm. Cảm ơn quý ngài và quý vị đến để chứng minh, đến để chia sẻ và đến để chung cái niềm vui để hướng về một nhân vật kỳ vĩ có một không hai để xuất hiện trên thế gian này hơn 2600 năm qua. Cảm ơn chư tôn đức tăng ni, cảm ơn toàn thể chư vị. Và tiếp theo chương trình đó là phần nghi thức khánh đản. Phần này chúng con xin kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài, và xin kính cung thỉnh thượng tọa thường niệm Quang Hỷ sắp xếp để cung thỉnh chư tôn đức tăng Quang Hỷ bước lên trên sân khấu chúng ta làm lễ. Venerable monks and nuns, now it's time for the monks and nuns do the big part of the program. Please come up to this stage and where we conduct the chanting prayer. Thank you. Please come up to this stage. And mời tất cả chư đệ tử chúng ta cùng đứng dậy trang nghiêm để cử hành khánh đản thời kinh cầu nguyện. Cảm ơn và thưa chư vị. Now we all stand up and
prepare yourself, purify the minds, verbal and physical action to thinking about the Buddha and his teaching. Thank you. Dear Roman, please take up your suit. Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị, chúng ta cùng trang nghiêm cử hành nhạc lễ trầm hương đốt. Trầm hương đốt sông Nga mười phương, nguyện kính đức nghiêm từ nhiệm màu đã lăng thuyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quý kinh quỳ dưới đại sen, dân hóa thơm tịnh khiết màu thơm tươi cành. Đại quán bên sáng huy hoàng.